Hello, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Thì không biết có nhiều anh em biết đến game này không? Thì đây là game Next Gen Truck Simulator nhá. Đó, hôm nay thì mình sẽ thử nghiệm cái trailer vui nhá. Đó là thử thử mang con bán tải Raptor này này. Con này ba chân nhá, đi kéo thử máy bay. Thử xem con này có kéo được không. Ok, thì mình cùng vào thực hiện thử thách nhá. Cái này thì mình làm cái trailer vui vui thôi, cũng không có gì mới và đặc biệt cả. Con game này thì anh em nào mà đã chơi rồi thì cũng biết rồi nhé. Thì con game này hầu như là anh em mua xe nào ấy thì anh em làm nhiệm vụ thì nó đều có thể đi kéo hàng được nhá. Mà kéo được hay không thì nó là một vấn đề khác nhá. Rồi, đó ra này, rồi xong. Nặng vãi kiếp. Bốc luôn cả đầu rồi. Cái này thì... Ui nhanh 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 nhanh. Rồi, hai bánh sau nó tì xuống luôn rồi đấy anh em ạ. Rồi xong. Thử thách thất bại nha anh em nhé. Thì con này nó cái trọng tải của nó ấy không đủ để có thể chở được con này bay đấy, thì có đầu kéo mới kéo được thôi. Thì con này bay này chắc là cũng là khá là nặng đấy, cũng vài chục tấn đấy anh em ạ. Rồi, giờ mình sẽ đi kéo mấy con hàng nhẹ nhẹ nhá. Trong game thì cũng có chơi online ấy, nhưng mà mình chưa chưa chơi thử. Anh em nào mà đang chơi game này mà có chơi online bạn bè thì vào chơi với mình nhé. Rồi giờ mình sẽ kéo con hai con xe máy này. Cái này thì chắc là quá quá là đơn giản luôn rồi. Con siêu xe và một con tay ga hay gì đấy cũng không rõ lắm. Rồi đi rồi. Trong này thì làm nhiệm vụ kiểu như này khá là vui đấy. Kiểu nó không bị nhàm chán như giống như bên Car Parking nhé. Rồi xong. Tí nữa thì đâm nhau ở đây rồi. Đó, đồ họa game thì cũng khá là ok. Ổn. Này mình kéo cái này đi khá là gần thôi. Bây giờ chỗ cây xăng thì phải. Ngoài này có một cây xăng này. Rồi. Chuẩn luôn anh em ạ, đến cây xăng nhá. Rồi. À, nó bắt kéo vào đây này. Đều được rồi anh em ạ. Phải lùi rồi anh em ơi. Mắc mẹ trên đầu rồi. Rồi. Lùi lùi lại nha. Lùi. Lùi đít vào trước. Này, kinh nghiệm lái đầu kéo của mình này. Kinh nghiệm lái đầu kéo vài phút trước của mình. Ở đâu con này là bán tải chứ. Kinh nghiệm đầu kéo chưa có. Đấy, mình sẽ lùi thử nhá. Đây là kéo thêm cái rơ móc ở sau thôi chứ cũng chưa phải đầu kéo. Rồi. Chuẩn chưa anh em? Lùi phải lùi như này không? Đó. Kinh nghiệm lùi của tôi là khá là gà nhá. Anh em đừng cười tôi nhá. Rồi. Nay đi chơi anh em. Chắc phải tiến lên tí nhỉ. Rồi, tôi xuống xe xem nào. Rồi, tiến lên tí là được đấy. Này chắc thằng chủ chắc nó chán tôi lắm. Làm ăn này gì lùi từ nãy giờ không được này. Rồi ok, rồi xong được 550 đô bỏ anh em ạ. Vãi lồn luôn. Lùi mệt từ nãy giờ.
Giờ tôi sẽ về chỗ cũ nhé, làm thử thêm cái nhiệm vụ nữa nhé. Thì con này tôi mới mua này, bản này tôi hack full rồi nhé. Không biết dạo này mấy anh em đi học đã đi học hay chưa, hết hay chưa, nhưng mà tôi thấy ở chỗ tôi là mấy bạn nó hay đi học rồi đấy. Ui, con này phanh khó vãi anh em ạ. Giờ tôi sẽ kéo kéo gì đây nhỉ, hết rồi à, thôi kéo con ô tô này đi nhỉ, nó không gần đâu mà. Rồi bán tải kéo SUV nhá. Con này 7 chỗ này rồi, không vào luôn. Nó không kết nối được em ạ. Rồi tôi đi lại nhá. Ui, vẫn không được à? À đây rồi. Ok, rồi đi thôi. Rồi. Cái nghề này nó bấp bênh thế anh em ạ. Toàn phải đi chở kéo thuê thứ linh tinh này. Để có tiền đây, nghèo rất mồng tơi này. Còn dịch giã này cũng nghèo lắm. Không biết con này có đi xa không nhỉ? Xa xa lên nó thế nó chỉ đường mà. Nãy tôi không quen, tôi không xem bao nhiêu km. Này, con này không phải đầu kéo hay là ô tô kéo xe khác, nó kiểu nó đi nó cứ bị văng văng ra ngoài anh em ạ. Về lý thuyết nó là như thế, nhưng mà con này mà kéo ngoài đời thật thì khả năng là không kéo được đâu. À đây 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 đây, đây. Đến nơi rồi anh em ơi. Rồi. Ui ui ui. Rồi, anh em thấy tôi cua kinh không? Lách con này quá ghê luôn. Rồi đến nơi rồi. Thì chắc là tôi cũng xin tạm dừng video đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của tôi nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.